Xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái video ngày hôm nay, mình sẽ chơi cái chế độ tốc chiến và sử dụng nhân vật Four cắn bo để lấy top 1. Thêm một lý do nữa là do có rất là nhiều những fan, những comment trên YouTube yêu cầu mình làm về việc Four cắn bo ở cái chế độ tốc chiến này. Riêng nhân vật Four thì khi mà ở đảo Thiên Đường và đảo Quân Sự không thể nào mà cắn bo ở cái chế độ bình thường được. Vậy nên là mọi người yêu cầu mình làm thử, cắn bo thử ở cái chế độ tốc chiến này xem có được không. Và mình quyết định làm luôn cho anh em xem. Mình sẽ xuống cái khu nhà có nhiều ngôi nhà nhất này. Ở đây sẽ có nhiều máu cho mình. Mình cần khoảng tầm từ 10 đến 15 bình. Hy vọng là mình sẽ lượm đủ cái số này. Một bình. Rồi được khẩu luôn M249 luôn. Khẩu súng tôm huyền thoại. Mình vừa thấy có thằng nhảy dù đây. À đây 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 đây. Đấy rồi. Khi mà nó nhảy dù bắn không được trúng một viên nào. Chắc là do cái khẩu súng tôm này nó khá là giật thì phải. Để tiết kiệm cái lượng ba lô để mình nhặt máu thì mình sẽ chơi luôn AWM và bắn thêm một khẩu UMP. Tay cầm 3 luôn, tay cầm 3 nữa này. Ở cái chế độ tốc chiến này thì toàn là đồ ngon thôi. Không hề có đồ 1, 2, chỉ có đồ 3 thôi. Súng thì súng thính cũng được giải khắp nơi ở trong cái map này. Bo lại vào đúng cái chân của mình rồi. Trận này lại không phải đi chạy bo rồi. Bên phía căn nhà màu trắng kia có người kìa. Mình không muốn chết quá sớm khi mà mình chưa kịp bơm bo đâu. Mình sẽ tiếp tục đi nhặt máu thôi. Bỏ cho thanh niên kia muốn làm gì thì làm. Mục đích của mình là ôm bo mà. Đâu phải là bắn nhau đâu. Giáp 3 luôn này. Mọi hôm ở đây thì có rất là nhiều máu. Nhưng mà tại sao hôm nay mình thấy chỉ có một vài bình thế này. Mình chạy mấy căn nhà rồi mà mới được có 2 bình thôi. Không biết là có đủ máu để bơm cho cái trận này nữa không cơ. Đây rồi, một cây nấm. Nấm vàng, 2 củ. Tiếp tục thôi, mình cần phải có máu. Càng nhiều máu càng tốt. Mình sẽ vứt gần như là hết đi rồi. Gần như là hết đạn luôn đi rồi. Đấy, bây giờ mình chuyển cả từ bắn UMP sang bắn shotgun luôn. Để tiết kiệm cái lượng đạn phải cầm trong tay khi mà ba lô mình còn chưa có. Bo bắt đầu thu rồi. Định xuống bên dưới kiếm thêm một vài bình máu nữa cơ. Nhưng mà bo thu đến chân rồi. Không kịp xuống dưới rồi. Đành quay lại lên trên này thôi. À có cái ba lô ba đây rồi. Mình đã thấy cái ba lô ba rồi. Tí nữa thì mình giết người rồi mình lụm hòm xác sau cũng được vậy. Hy vọng là những thanh niên mà mình giết sẽ có máu. Đâu nhỉ? Thanh niên này ở cái căn nhà trắng kia thủ khá là lâu. Ôm từ ban nãy đến giờ vẫn ở trên cái căn nhà màu trắng đấy. Đấy, có bắn nhau kìa. Mình bắn thử với gốc lác xem có ai không nhưng mà không có ai.
Nếu mà có ai thì chắc là mình chết rồi. Mấy thanh niên này bắn nhau khá là gắt. Gặp nhau rồi, bắt đầu chém giết nhau rồi. Mình thì mình chỉ ăn ké thôi. À kia kia. Ui, bắn nhau ba thằng. Ba thằng chân càng bắn nhau. Úi giời. Mình là mình chỉ việc đớp ở ngoài thôi. Mình bắn mà chưa được qua một trúng một viên nào. Đen thế không biết. Đây rồi, đứng im là cưng, đứng im, đứng im. Đứng im nào. Một viên. Cuối cùng thì mình cũng được một kill rồi. Bo thì cũng sắp thu luôn. Mình cần lụ một ít đồ đã. Không có máu. Máu ơi mẹ đâu mà. Á ơ ơ ơ ơ. Ơ còn mới có hột. Sao lại có một thanh niên ở trong đấy thế này. Vào đầu ơ. Cái éo gì vậy trời. Ơ. Rõ ràng cái cửa sổ kia thấp hơn cái tầm súng mà tại sao lại không bắn được nhỉ. Lỗi game à. Dị vậy trời. Rõ ràng là cái cửa kia nó thông, nó giống mà. Đâu có phải là nó đặc đâu. Mà sao bắn lại không qua ta. Bắn AWM cấp M mà không qua luôn. Dị, mắc dị. Rồi hiện tại thì mình đang có 8 bình máu. Và mình bắt đầu kiếm một cái cây nào đấy ổn định lại để bơm bo nào. Tầm này bơm bo được rồi. Quên nhắc mọi người là con for của mình đang cầm là nó có 16% thôi. Và maxim của mình là 6% nữa. For của mình mới 14% thôi thì phải. 14, 16, 16, 16% rồi. Tại vì cái tâm trắng nó ở khá là gần mình. Nên là mình cần phải di chuyển xuống bên dưới này. Bơm bo cho nó dễ. Chứ nếu mà mình ở gần cái tâm trắng khi mà địch di chuyển ra thì mình buộc phải bắn địch thôi, hoặc là địch sẽ bắn mình, chứ mình không có thể nào mà bơm bo được. Nên là mình sẽ đi xa xa cái mép bo nhất có thể. À kia kia có người, có người, có người, có người. Có người. Cái đầu đâu? Cái đầu. Ô. Ôi. Bắn tới 473 máu rồi mà nó còn không chết kìa. Giáp 3 thì cũng đâu đến nỗi nào chứ. 473 máu mà lại cần màu đỏ. Trúng đầu chứ đâu phải trúng người đâu. Dị vậy trời. Bá đạo. Bắn AWM với cái M vào đầu mà không chết. Rồi. Việc của mình là bơm bo thôi. Ôi. Mình mới bơm có một xíu thôi mà đã top 1 rồi. Nhanh quá vậy. Còn chưa kịp cắn đến bình thứ 5. Mới có 4 bình thôi. Rồi ok. Cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video nếu anh em cảm thấy nó hay. Và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ channel của mình nhá. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.